Hoa nghệ nhé mọi người, cái này hoa nghệ. Nó kiểu như là hoa gừng ấy, mang về luộc chẩm chéo. Cái này là làm muối rồi bác. Làm muối. Cháu cứ tưởng là ngâm rượu. Không phải. Không phải à? Cái này là muối nhé, hoa nghệ muối. Minh chi này mọi người, mấy che lọc. Che lọc cái rồi. Nấm minh chi nhé mọi người nhé. Cái này nó bé hơn thì phải. Bình thường mình thấy cái nó. Phải ăn thì khai tivi ạ. Có đây em bé không? Tắc xoăn cũng lấy. Có cả người Mông, có cả người Thái nhé. Đây là những cái mặt hàng mà chợ phiên bản mới nhé mọi người ấy. Chợ này thuộc trung thuộc xã Co Mạ. Đây nó là chợ cụm luôn, thuộc của xã Co Mạ này, xã Bà Đông này, xã Co Tòng này, cũng về đây tập trung về đây hết nhé mọi người nhé. Thì chợ này sẽ họp vào thứ hai hàng tuần và bây giờ mời tất cả mọi người hãy theo mình đi vào phía bên trong chợ để khám phá xem chợ ở đây có những gì nhé mọi người nhé. Đây nhé mọi người nhé. Hiện tại mình đang có mặt ở đây là mình đi khá là sớm. Mình đi đến đây là 6 giờ 30 phút nhưng mà hiện tại bây giờ là 8 giờ rồi. Mình mới bắt đầu ghi hình cho mọi người xem. Do thời tiết ở trên này cũng khác thường thì trên đường đi thì mình không mang áo mưa. Bị mưa ở trên đỉnh đèo gây ướt hết. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phía bên trong chợ để khám phá xem nhé. Chị ơi, bỏ khẩu trang ra. Bỏ khẩu trang ra. Mảnh mắt ra xem nào. Đâu rồi? Mấy chị em Thuận Châu đi mua tóc. Ai có tóc rối thì cứ liên hệ. Tóc ngắn, tóc dài, tơi tắt. Tơi tắt à? Tóc, có lấy tóc? Tắt hết. Anh ơi, thầy có lấy tóc xoăn không? Tóc xoăn cũng lấy hết. À, ok. Có bán ngay không? Bán luôn. Nãy anh muốn đi mày sữa. Có lấy em bé không? Tóc xoăn cũng lấy ấy. Kéo ra, chứ lỗ 4 lá. Tóc xoăn lấy hết. Người nó mà mua các bạn. Tặng được rồi, ok, thế thì còn được tí. 21 rồi. Rất là vui tính với chị em mua tóc. Thế mọi người thì chợ ở đây thì sẽ là có cả người Mông, có cả người Thái nhé. Đây là những cái mặt hàng mà mấy cô Mông
đem từ trong nhà, trong vườn của mình đem ra để ra đây để trao đổi mua bán. Măng của những cái loại rau ở trong rừng. Hiện tại chợ ở đây đang được nâng con đường ở đây đang được nâng cấp lên nhé mọi người nhé. Đường này ở phía trước mặt chúng ta sẽ là con đường đi lên xã Bá Long. Đây, ở hai bên dưới đường thì sẽ bày bán những cái đồ dùng cũng như là những cái rau củ quả. Do cái thời tiết ngày hôm nay thì bà con tham gia họp chợ khá là muộn. Hoa nghệ nhé mọi người, cái này hoa nghệ, nó kiểu như là hoa gừng đấy, mang về luộc chẩm chéo. Chưa, chị bán bao tiền một cái túi này đấy? 10.000 một túi này à? 10.000 một túi nhé mọi người nhé. Em cảm ơn chị nhá. Hoa nghệ nhé mọi người nhá. Mình chưa ăn thử hoa này bao giờ. Hoa cái này cái gì đây? Cái bình gì đây? Có cái này cái bình gì đấy? Y là giống nhau. À cái này à? Ờ, y là cho muối, cho mình cũng. À cái này là làm muối rồi bác. Làm muối. À, cháu có tưởng là ngâm rượu. Không phải. Không phải à? Ừ, không phải. À, cái này là muối nhé. Hoa nghệ muối. Nhìn rất là đẹp. Cháu cứ tưởng là ngâm rượu. Cháu cảm ơn cô nhá. Hoa nghệ. Bình thường thì chợ này khá là đông bà con đi chợ, nhưng mà do hôm nay trời mưa thì bà con cũng đi không kiểu nữa là không, những cái chỗ nào mà nó bùn đường đất ấy họ không ra được. Ở phía bên đằng trên này nhé mọi người nhé, mình sẽ đi gần lại hết cho mọi người xem. Bánh rán và quán phở. Nấm linh chi này mọi người ấy. Mấy chai lọc đây. Đây là cái giỏi. Nấm linh chi nhé mọi người nhé. Này. Cái này nó bé hơn thì phải. Bình thường mình thấy cây nó khá là to. Mỗi một cái này chắc nó phải rơi vào tầm mấy cân ấy nhỉ, phải không? Cần phải cái cây to to cơ. Mấy lạng thôi. À, tầm mấy lạng. Bây giờ bán thế nào mà bác? Cây bé lắm. Cái bài khai cân đấy. Cần chết ship quá. Ê, cần này. Một hộp này là kỳ bìa thôi. Phải thích khai cần chết ship. À, chắc là kỳ bìa thôi. Một hộp cần. Khoa sầu mà ố vay mân bất chăn. Mà bỏ ố vay mân lưỡng chăn. Tà lép rồi nên. Mà ố vay mân lưỡng chứ đấy, mân lưỡng lên đi chăn. Ừ. Nhân khóc kẹt tay. Bác này bán nhé. Hứ? Đấm linh chi rồi. Cái này công dụng vẫn từ sáng ngày đấy em bảo.
dùng sơ ra bay lại loại đó này loại hả? Nếu nếu lại đấy tối hay làm vắng này nè cũng vô tối đấy ý sao với xe lẩu kín con thiếu chép tủ chép dầu đấy ôi vô hot rồi lòn nó chụp phù anh nhớ mọi người, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phía bên trong chợ chính, có nghĩa là ở bên đi bước chân qua cái cổng chợ này để đi vào phía bên trong chợ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chợ thịt mọi người ạ. Thịt lợn. Đây là cái gì, cái gì vậy? Đây đồ ăn đây này. Cá đi không? Bán này đâu. Để chú em xem bà mới gì nữa. Thank you.
anh đang đi tia gánh. Rau này mọi người, một ít rau, một ít quả, một ít bắp, lá đắng kìa. Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Bây giờ mình cũng xin kết thúc video ở đây thôi. Chợ phiên bản mới thuộc xã Co Mạ này thì do cái thứ nhất là do thời tiết, và cái thứ hai là do cái mùa này nó cũng là mùa dịch với cả mùa đói nữa, thì bà con đi chợ rất là ít nhé mọi người nhé. Như mọi lần thì khá là nhiều, nhưng mà hiện tại như ngày hôm nay thì không có gì mới mọi người ạ, cũng không có gì gọi là đặc biệt mới, chủ yếu là một ít rau củ quả rồi măng miết các thứ thôi. Thì bây giờ mình xin kết thúc video ở đây thôi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình.